Nhạc sĩ Hoàng Hiệp luôn tự hào là một nhạc sĩ của cách mạng. Ông thường nói kháng chiến cách mạng đã đưa ông đến với âm nhạc và ông sáng tác phục sự cho cách mạng, cho kháng chiến. Nhưng Hoàng Hiệp cũng tự hào là một nhạc sĩ của tình yêu. Hoàng Hiệp hằng mong muốn mang đến cho sự nghiệp cách mạng những tình khúc mà theo ông thấy thì cách mạng đang thiếu và đang cần. Chính vì thế âm nhạc của Hoàng Hiệp luôn là cầu nối tuyệt đẹp giữa nhạc đỏ và tình ca.